Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Hôm nay tôi lại tiếp tục một hộp và trên tay anh em cho em một cây súng nữa của hãng Pow. Hãng Pow thì mình cũng mở hộp khá nhiều cây rồi, MP5 này, MK18 này, HK416 này. Hôm nay cũng là một phiên bản khác, nó là cây MK18 Mod 1, một bản EBB. Mình cũng đã mở hộp một cây rồi, nhưng nó là cây màu tan này. Hôm nay mình có cây này thì lại màu đen. Đấy. Về tổng thể thì cây này có license của D. Của Dennis Different. Một số website nó sẽ ghi cái dán logo, dán cái logo của Paul phải che đây cái dòng chữ Dennis Different. Nhưng mà nó sẽ dán. Nhưng mà thực sự ra nó có thật. Nó có license thật nên là nó khác lên trên thân súng. Ok, mở hộp thôi, không làm mà nữa. Mình mở hộp rồi à, trước là mình mở hộp một cái màu tan rồi nên bây giờ mình có mở hộp lại cho anh em xem cây màu đen có những gì hay hơn không. Đấy. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái băng đạn và một cái dây nối. Dây nối nó cho luôn các anh em những cái chỗ để kẹp dây điện cho nó độ tăng độ tiếp xúc lên, chứ không phải anh em ngồi vào nón đây. Băng đạn này 2 cặp. Wow, khỏe, nước sơn rất sướng nhé, nước sơn thích lắm. Một số cái băng đạn rẻ tiền thì không nước sơn mát mà mịn như này đâu, sang xịn mịn như này đâu. Chất lượng thì vì giá thành của những cây Paul này thì cũng khá là cao. Ngoài chức năng EBB thì nó cũng là một phân khúc cao cấp của Đài Loan chứ không phải là dạng bình thường. Đây, cũng dành cho người trên 18 tuổi. Logo hình chữ B và cánh chim. Ta có một cái logo Pow đây. À, bằng cái pack. Thôi cái này mình không gỡ ra đâu. Đấy. Rất đẹp. Bản này thì nó ngắn. Bản này mình ngắn là nó cầm đi off rất là phù hợp. Nếu mà dòng AR thì mình thích mà K18 nhất. Nó dòng AR. HK416 thì cũng thích nhưng mà vì nó phổ biến quá, nhiều anh em chơi quá tự nhiên mình cầm nó cũng hơi bị nhạt nhòa. Với một vài cái súng lịch sử ví dụ M16 à, XM177 này à, những cây mình cũng khá là thích trong AR. M4 thích. Đấy, các bạn thấy không? Logo Dennis Different. Ăn tiền đấy. Khớp cũng ổn. Mình nghĩ body này là body F chứ không phải body khác CNC. Tại vì mình thấy các cái chữ ấy, các cái đường chữ ấy nó không thực sự sắc, hoặc là có thể nước sơn con này nó dày thì nó sẽ tạo ra cái độ không được sắc của các cái đường chữ. Made in Taiwan, DDMK18. Đó, thế này đẹp. Đây có một cái tem của Pow đây, bạn bóc ra. Cái hành trình kéo Pow cái này thì nó cũng hấp thôi, chủ yếu kéo để giữ để chỉnh cái hốc áp. Phiên bản này có rát màu đen, một cái súng full đen. Trước đây cái màu mà anh em thích nhất đó là cái màu
màu gì nhỉ, màu tan, mà cái đầu tiên là cây MK18 của EC họ ra cái rát màu 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 tan, nhưng mà nó lại màu tan nó hơi đậm đậm theo theo hướng hơi tím tím, cái màu rất là mê mẩn, rất đẹp. Cái stock thì lại là màu tan, màu tan theo hướng màu cát đấy. 2018 2019 là cái mẫu MK18 này hot nhất này, rất rất nhiều anh em thích và rất là nhiều anh em mua. Như là MK18 của EC, chứ còn Pau thì ít lắm, Pau vì nó là phân khúc cao cấp nên là ít anh em chơi. Rồi, nói chung là nếu anh em nào muốn tìm hiểu tiếp về những cây Pau, vì cơ chế giật của nó, về những gì đấy, thì anh em sẽ xem lại những clip mình nói về về những con Pau này, anh em sẽ hiểu hơn. Còn bây giờ hôm nay mình chỉ giới thiệu qua thực sự là chủ yếu cho anh em xem cái màu đen xi của cây MK18 này nó có gì hay không. Và đây là một phiên bản ngắn ngắn nên là rất là thích hợp để anh em đi chơi off. Nói qua tổng số kỹ thuật của cây MK18 của Pau một chút. Đây là bản Mode 1 EBB màu đen. Nó có chiều dài là 710mm. 1, 2, 3, 710mm. Và khi mà kéo hết stock ra thì là 790. Thì vì khoảng này nó sẽ rơi vào tầm được 8 phân. Cơ chế thì PRSS rồi, heavy recoil rồi. Đây cái chỗ này có recoil này để tạo độ giật này. FPS thì rơi tầm 380 đến 400 FPS. Trọng lượng được 3 kg. Và băng đạn này là băng đạn hai cặp chứa 300 viên. Các bạn thấy không? Một cây AR-MK18 nó chỉ có trọng lượng 3 kg và có EBB giật. Còn cây AK-12 EBB nó có lên trọng lượng lên tới 4 cân 1. Trời ơi, chênh nhau cả 1 cân. Một con số khá là lớn, rất lớn đối với những người sử dụng súng để đi off. Rồi, nếu mà muốn cảm giác EBB giật giật mà muốn vác đi off thì mình nghĩ đây là cây súng lý tưởng nhất cho anh em chơi. Trọng lượng của nó khá là vừa, 3 kg thì cũng không nặng lắm đâu. Thường là những bằng những cây bình thường thôi, không nặng. Mà nó có cơ chế EBB của con này, nó có một cục sắt ở đây này. Nó sẽ chạy đi chạy lại, nó tạo ra cái độ giật. Thì nó cũng khá là vui. Với những anh em mà mới chơi thì rất hay hỏi về những dòng EBB để nó có độ giật. Còn những anh em mà chơi lâu thì họ lại không quan tâm nhiều EBB lắm. Nếu mà họ thích thì họ sẽ mua GBB để nó có cái cảm giác kéo sột soạt, rồi là cái cơ cấu nó giống súng thật hơn, nó thích hơn. Còn nếu anh em họ đi off thì họ chỉ muốn đơn thuần một cây súng bắn ổn định thì nó thì anh em sẽ chọn cây AIG, đơn giản chỉ như vậy thôi. Đấy. FPB thì thực sự ra nó là một sự lai tạo giữa GBB và AIG thì nó không có độ giật. Đấy, những bù lại thì nó cắm được cái mắc hai cạp, bắn rất là nhiều đạn, đi họp rất là vui. Còn GBPR thì nó độ giật rất hay, bắn rất cảm giác. Nhưng khổ nỗi này, băng đạn nó chỉ có giờ được 30, nhiều cây có thể đến 50 viên, 30-50 viên mà đi off thì nó rất là hơi bị phế. Đấy. Thế nên LB được sinh ra để tạo ra cảm giác giật, blowback mà cũng lại có một cái ưu điểm là bắn rất nhiều đạn. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp đạn vào để test cho anh em. Thường thì những anh em mà chơi từ thạch lên ấy, chơi từ súng thạch lên ấy, thì rất thích dòng LBB. Anh em chơi súng thạch mà có điều kiện một chút ấy, thì rất hay hỏi mình mua LBB. Mình thì vẫn khuyên anh em theo hai hướng thôi. Là anh em nếu muốn off ấy thì nên mua AIG. Còn nếu muốn tận hưởng cảm giác giật giật phê phê thì nên mua GBP. Chứ
FBB thực sự là nó cũng hơi giả cầy, nhưng mà nó cũng là một phương án kinh tế giúp cho anh em không phải mua hai loại kia. Đấy, các bạn thấy không? Cái tút này nó kín mít nhá, nó chứa bộ recoil trong đây để nó tạo độ giật. Pin thì thường để trong stock này và để ở hai bên này. Cái khổ nỗi của dòng FBB này nó tốn điện một chút so với AEG một chút thì... thế nên là anh em mà mua loại đấy ọp thì phải lên mua hai quả pin. Nói một chút thì không phải đâu, tại vì mình nghĩ nó phải gấp đôi ấy. Tại vì có những trận mà mình thấy là có anh em chơi FBB mà phải thay pin. Đấy, các bạn thấy không? Giật khá ấn tượng. Bây giờ mình phải check súng một tí nha, để các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy nó độ nhảy của cái súng này. Thấy không? Thực ra EBB còn có một hãng nó làm, nó là cái hãng IPS họ làm. IPS họ làm thì mình đánh giá không cao một chút nào. Tại vì nó không có recoil, mà họ chỉ có mỗi cái chỗ cái đóng cửa này, cái cửa che bụi của giống như giả pâu này, nó gắn vào trong cái piston và nó chạy lại, nó tạo ra cái độ đóng độ mở, nhưng mà bắn rất là chán, nó không độ giật mà nó chỉ tạo ra một cái hình chạy thôi. Và đặc biệt là cái cơ chế của nó hỏng, dễ hỏng lắm. Trước mình chơi một con này năm 2018 2017 mình có chơi một con và mình thấy nó thật là tệ. Nếu mà chơi AB chỉ có mỗi bow, chả có hãng nào khác rồi. Ok, trọng lượng rất là vừa. Ui, bằng đạn này, các bạn thấy bằng đạn khít lắm nhá này, khá là khít. Bằng đạn zin của nó khác. Phiên bản này để tặng luôn cái chật tay trống này. Khá hay. Vui. Tổng kết lại là mình đã vừa mở hộp và trên tay nhanh cho anh em cây MK18 của hãng Pow. Đây là một phiên bản súng FPV có recoil giật ở đây, ở cái tút này. Về cảm giác bắn thì rất là sướng rồi, rất là phê rồi, rất là thích rồi. Tại vì khi mà bắn một có độ giật một người ấy, cảm giác nó hay lắm. Nó mô phỏng lại giống thực tế. Thứ hai là về nước sơn của Pow thì mình đánh giá cũng khá là ổn. Cái rát này là nước sơn xịn nhất này. Body thì đôi lúc body thì nó lại không thực sự là cao cấp như dòng Uberex, nhưng mà nó lại hơn những dòng SC hoặc là những cái dòng mà giá rẻ. Giá thành những cây này cũng khá là cao vì nó có những công nghệ về EBB cũng khá là độc quyền. Nhưng mà anh em mà xác định chơi thì đầu tư cũng ổn. Mình thích màu đen này hơn là cái màu tan. Tổng thể đen nhìn nó hay. Rồi, vậy thôi, nói gì mình muốn chia sẻ với anh em về cây MK18 của Pow. Cảm ơn anh em đã xem clip, chào anh em.